thân rất là vui. Nhưng sang học kỳ 2 thì cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi và đổi bạn anh Khoa ngồi kế Khánh Linh. Nguyên nhân là vì bạn anh Khoa nói chuyện nhiều quá mà không có cố gắng học hành, cho nên là cô đổi dạy để cho Khánh Linh kẹt. Mà cái bạn anh Khoa này kỳ ghê, ngồi kế mà cứ ghẹo con người ta hoài. Đi học á thì cứ quên bút vở sách viết, cho nên là cứ coi kéo rồi mượn bút kéo người ta. Hôm đó Khánh Linh mua cái cục gom rất là đẹp để trên bàn, chưa kịp xài nữa thì ông này ông tiện tay ông lượm ông mở ra xài luôn. Trời ơi, ta nói tức gì đâu luôn ấy, giận quá trời giận. Linh bù lu bù la mét cô thì cô cũng la rồi, nhưng mà cục gom nó đâu lành lại được đâu. Thế là Khánh Linh quyết định kẻ cái vật ngăn cách, phân chia ranh giới rõ ràng rồi nha, ai mà lớn qua sẽ phải phạt 5.000 mỗi lần. Chia thì chia vậy đó, chứ ông anh Khoa ông cứ canh, ông cứ ghẹo hoài, mét cô hoài, riết cô chán, không thèm xử luôn. Bởi vậy ta nói hai đứa con gái hay là hai đứa con trai ngồi kế nhau không sao, mà một đứa con gái một đứa con trai ngồi kế nhau là y rằng có chuyện. Tưởng năm ngoái của Khang là hồng hạnh, nhỏ đó vừa dữ vừa lùi lại còn hay kiếm cớ bắt nạt Khang. Thật ra là nó lấy cái danh lớp trưởng mới đem thầy cô ra hù mấy cái đứa giống như Khang. Chẳng hạn như nay phân công đám con trai dọn trực nhật vào cái ngày mà làm giấy thủ công đó, lớp như một cái bãi chiến trường luôn. Rồi nó còn hay nhờ vả kiểu như ra lệnh để đi mua đồ căng tin cho nó. Cô giao nhiệm vụ cho nó phân công những bạn giặt khăn lau bàn, nó cứ lựa mấy đứa nó không thích thế là nó bắt làm hoài luôn. Một điều tôi thấy không thể nào ưa nó được, dù tôi là con trai mấy thằng trong lớp cũng không ưa nó nổi. Đó là cái tật hay xin ăn bánh của người ta mới mở ra cái nó đi ngang xin cho miếng, coi chưa kịp mở miệng đồng ý là nó thọt tay vô nó bóc rồi. Có mấy đứa nó biết ý cho nên nó nịnh, nó hay mua quà vặt rồi nó cho ăn chung. Cho nên mấy lần canh lớp nói chuyện đứa nào mà nó thích đó thì nó không có ghi tên cuốn sổ đâu. Còn nó mà không ưa ai là nó ghi tên đại vô cuốn sổ luôn để mét cô. Cũng sắp nhập học năm mới rồi, lạy trời lạy Phật cho năm nay cô đừng có bầu nó làm lớp trưởng nữa. Nó chỉ được cái miệng to chứ không có được gì. Ê, bị thầy cô đánh nhiều lần lại còn rất đau, đó là nỗi ám ảnh của tất cả các học sinh. Câu chuyện xảy ra khi Thịnh học lớp 4. Thầy giáo dạy lớp Thịnh là một người cực kỳ hung dữ, lúc nào thầy cũng lấy đòn roi ra để dạy dỗ học sinh. Có một lần thầy giảng Thịnh không hiểu bài cho nên đã giơ tay hỏi lại bài. Thầy đã đi đến và dùng thước dẻo đánh thật đau vào tay của Thịnh. Không may cây thước có cạnh nhọn đó làm chày tay của Thịnh. Thầy cũng không xin lỗi và giảng lại bài cho Thịnh bằng những lời cấu gắt khiến cho Thịnh không thể nào nhớ bài được. Thịnh cũng đã nói chuyện thầy với ba mẹ, nhưng mà thời xưa nó đâu có giống thời nay đâu. Sợ con mình đang học thầy mà bị thầy đì cho nên là thôi cứ kệ để cho qua hết năm. Thịnh đã chứng kiến bạn của mình trong một lần thầy đang giảng bài thì nó xem đồng hồ. Thế là thầy tức giận cầm thước đến đánh tay nó, không may đánh vỡ mặt đồng hồ khiến cho tay nó chảy máu. Các anh chị khóa trên cũng từng kể thầy đánh học sinh rất là dã man. Thầy mang nhiều tiếng đồn xấu như vậy mà vẫn tồn tại được ở trong trường, chứng tỏ rằng thầy có người chống lưng cho nên tất cả các học sinh chỉ biết im lặng chịu đựng cho qua năm. Thịnh cũng hy vọng những bạn nhỏ sau này đi học sẽ luôn gặp những thầy cô yêu thương mình và không trải qua nỗi đáng sợ giống như dở. Không phải do khả năng của mình mà do thầy cô dạy không có tâm. Từ lớp 1 với lớp 9 thì điểm toán của mình lúc nào cũng cao chót vót, nhưng mà vô lớp 10 thì trời đất ơi, kiến thức thì mới hoàn toàn luôn, nhưng mà gặp cô dạy thì không có tâm, lúc nào cũng chỉ muốn học sinh học thêm thôi. Không hiểu cô dạy kiểu gì mà hơn nửa lớp là điểm dưới trung bình tất cả các bài kiểm tra trừ những đứa học thêm cô ra. Vô trong lớp cô ít khi nào đứng lên giảng bài lắm, cô chỉ bắt là mở ra sách rồi xong mà đọc vậy đó. Sau đó cô cho bài tập để làm, nếu không ai biết làm thì cô kêu nhỏ lớp trưởng mà đã học thêm cô đó lên giải cho bạn. Giải xong thì cô kêu cả lớp dép đi, sau đó cô ngồi tại chỗ luôn, cô giảng mà không có chỉ vô là cái khúc nào như thế nào hết. Và không may sau đó thì mọi người trong lớp quyết định là đi học thêm cô để cho hiểu bài hơn. Và đúng thiệt, những đứa đi học thêm cô tự nhiên điểm bắt đầu lên rất là cao và bài nào cô cho nó cũng làm được hết đó. Riêng Quỳnh và một vài đứa không có đi học cho nên điểm lúc nào cũng lẹt đẹt và mép tí là do một điều rất là đơn giản, tại vì mấy đứa cận thị nó đâu có nhìn bài, nó đâu có chép sao được đâu. Cận thị mắt nó kém lắm, nhìn xa đâu có thấy gì đâu, mà tốc độ nhìn rõ chữ của người bị cận lâu hơn rất là nhiều so với người bình thường. Mấy đứa mà mắt tốt có sao kiểu nào giấu ở đâu nó chỉ cần liếc qua cái là nó thấy rồi, còn mấy đứa bị cận thị là phải nheo mắt nhìn chằm chằm mới thấy được, mà chưa kịp nhìn rõ nữa là có khi bị thầy cô bắt rồi. Đứa kế bên mà có tốt cho nhìn bài nhưng mà viết chữ xấu quá thì thôi coi như người luôn khỏi nhìn ra. Bởi vậy trong giờ đứa kế bên không được mà chép sao thì phải chép nhỏ nhỏ thôi, mà nhỏ quá thì không thấy gì hết, cho nên đành phải tự lực học bài thôi chứ sao giờ. Hồi đó mình bị cận thị vừa cộng vừa loạn luôn. Đi thi môn địa lý tôi viết đầy cái cuốn atlas luôn. Lúc phải nhà chép sao vô cuốn atlas tôi viết chữ nhỏ xíu rồi cặp cụi cặp cụi viết rõ ràng. Tới lúc đi thi bị sếp ngồi ngay bàn đầu mở cuốn atlas ngay cái tờ mà mình chép phao luôn, nhưng không chép được chữ nào tại vì không thấy được. Mà cấp cuối nhìn sát như cái bản đồ quá thì cô mình xin nghi. Kết quả kỳ thi hôm đó 4.75, may quá được làm tròn lên năm. Bởi vậy nỗi khổ của người cận thị ai thấu. Đi chơi game chắc hẳn ai cũng đã từng như vậy, nhưng
Nhưng mà quan trọng là mê đến cỡ nào, có thể dứt nó ra được không hay là không thể sống thiếu nó. Bài những lời tâm sự hôm nay được gửi bởi chị Minh Tuyết, nói về người em trai của chị quá mang em tên là Xuân Cường. Cường ngày xưa rất là ngoan, rất là chăm học luôn, mà thành tích lúc nào cũng là khá giỏi. Nhưng đến năm lớp 9 thì Cường có tham gia chơi game với những bạn khác. Lúc đầu thì Cường chỉ đi chơi sau khi mà đã làm bài tập về nhà và những ngày cuối tuần thôi. Sau đó thì Cường trở nên nghiện chơi game hơn và nặng nặng đòi mẹ mua cho một dàn máy tính. Tuy nhiên nhà thì không có điều kiện cho nên không thể nào đáp ứng được yêu cầu của Cường. Thế là Cường dành thời gian ra ngoài tìm nét nhiều hơn là ở nhà. Nhiều hôm Cường xin đi học thêm với bạn bè, nhưng thường nhất là ra ngoài tìm nét và chơi đến 9-10 giờ tối mới về. Đỉnh điểm là cô giáo chủ nhiệm gọi cho ba mẹ của Cường và nói rằng bé Cường đã không đi học hơn một tuần rồi. Gia đình của Cường mới hết hồn, ủa sáng nào cũng chở con mình đến trước cổng trường, thấy nó vô trường rồi thì mới đi về mà. Và chiều nào tan học đó thì cũng thấy Cường trước cổng trường rất là bình thường. Và câu chuyện được gửi bởi bạn Kim Dung. Hồi năm lớp 4 thì Dung được làm sao đỏ và có nhiệm vụ là canh giữ một vài lớp học. Cái lớp đó rất là quậy và coi thường sao đỏ. Tuy nhiên thì Dung lúc nào cũng cố gắng hết sức và làm tốt nhiệm vụ của mình. Vào một ngày nọ khi các thầy cô phải đi họp hết ở trên hội trường, không có ai quản lý lớp, khi đó Dung phải canh giữ lớp mà không có sự quản lý của các thầy cô ở đó. Những bạn quậy phá trước giờ bị Dung ghi tên rất là nhiều lần đã tranh thủ cơ hội này để trả thù. Các bạn đó hơn 7 người toàn là nam tụ tập lại đánh Dung, chưa kể các bạn đó chỉ toàn là con trai thôi. Trong đám đó có một đứa là cháu của cô hiệu phó, ỷ mình có cô làm hiệu phó trường cho nên rất là hóng hách và không có nghe lời và không sợ ai cả. Dung bị đánh rất đau và cơ thể bầm tím hết. Có những bạn trong lớp chứng kiến vụ việc này luôn. Sau khi các thầy cô đi họp về thì có báo cáo lại với các thầy cô, tuy nhiên thì những bạn đó đều không bị phạt. Các bạn nam đó cũng chỉ nhận lại những cái lời trách cho có của những thầy cô thôi. Không ai làm lớn chuyện cả cho nên những lần sau đó thì các bạn vẫn tìm Dung để bắt nạt. Dung bị trầm cảm nặng và tự kỷ, sau đó không muốn đi học nữa. Ba mẹ của Dung quá tội nghiệp con gái mình, vì có kiện cáo gì thì cũng không có đủ bằng chứng và người thắp cổ. Ngồi kế Linh là Hoàng Khôi, trời ơi nói chuyện nhiều lắm luôn. Đã vậy còn không có học bài hay nhìn bài Linh nữa chứ. Lúc đầu Linh cũng ghét Khôi lắm, người gì đâu mà kỳ cục, không có học bài làm bài, không có mang sách vở gì hết. Đã vậy còn hay bày trò chọc phá Linh nữa. Nhưng cho đến một lần Linh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về Hoàng Khôi. Nhà của Linh gần trường cho nên là đi học thì thường Linh đi xe đạp. Nhà của Hoàng Khôi cũng gần nhà Linh luôn nhưng mà Hoàng Khôi thì đi bộ. Buổi chiều hôm đó đi học về thì trời mưa, Linh tăng tốc thật nhanh đạp xe về nhà. Không may cán phải cục đá to, Linh ngã nhào xuống đất bị sái cổ chân đau điếng. Hai học trong một cái lớp phải thằng con trai nó quậy kinh khủng luôn á. Và nó chuyên gia đi giấu nhiếp của các bạn ở trong lớp. Con nhỏ kế bên tôi á là nạn nhân đầu tiên của nó. Sau đó buổi chiều đó con nhỏ tìm không ra đôi dép, ngồi khóc quá trời luôn. Tụi nó thì thấy vậy rồi cười khoái chí, để cho con nhỏ khóc đã sau đó mới trả lại đôi dép cho con nhỏ mang đi về. Tôi tức quá mà tôi nói là nếu mà còn vậy nữa tôi mét thầy cô nha. Và rồi tôi trở thành nạn nhân của tụi nó luôn, tại vì làm cho tụi nó ghét á. Tổng cộng trong một tháng mà tôi mất 2 chiếc dép và 1 đôi giày. Tụi nó canh me lúc mình không có đó, giống như là giờ ngủ trưa nè, mình ngủ thì nó giả bộ nó đi vệ sinh xong nó ra nó lấy dép của mình nó giấu. Mà nó giấu ở những chỗ tôi không ngờ tới luôn nha, nào trong nhà vệ sinh nam mà thùng rác nè. Sau đó tôi mấy cô giáo